Sáng ngày 6 tháng 9, Ban chỉ đạo 138 của huyện Ngọc Lạc tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2024. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo 138 của huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Ngọc Lạc lựa chọn 3 đơn vị thị trấn Ngọc Lạc, xã Kiên Thọ và xã Nguyệt Ấn chuyển hóa địa bàn trọng điểm. Đây là các đơn vị có địa bàn rộng, dân số đông, Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy vẫn còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Để thực hiện chuyển hóa có hiệu quả địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, huyện Ngọc Lạc tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng tham gia triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nhân dân về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định địa bàn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với mục tiêu trong và sau khi chuyển hóa, 100% tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn được tiếp nhận, xử lý, hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh, đoàn kết, xây dựng hoặc củng cố ít nhất một mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tự hòa giải, hoạt động hiệu quả, xây dựng và duy trì thực hiện tốt các nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn hóa tiến bộ. 100% các hộ dân trên địa bàn được phổ biến tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trên địa bàn không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động của băng nhóm tội phạm theo kiểu xã hội đen, không có hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt từ 80% trở lên. Các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố. Số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm ít nhất 5% so với trước khi chuyển hóa. Tăng cường đấu tranh triệt xóa được nhiều hơn nữa các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội để giảm các điểm tụ điểm và tệ nạn xã hội, không để hình thành các điểm tụ điểm phức tạp mới về trật tự an toàn xã hội tỷ lệ tái phạm tội phạm trong số người chấp hành xong hình phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn dưới 15%. Thời gian chuyển hóa là 3 tháng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo 138 của huyện Bùi Huy Toàn đề nghị cấp ủy chính quyền thị trấn Ngọc Lạc, xã Kiên Thọ, Nguyệt Ấn khẩn trương xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong thực hiện chuyển hóa địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đạt được không để phức tạp trở lại sau khi chuyển hóa cấp ủy chính quyền các xã thị trấn phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn để chỉ đạo quyết liệt tham gia một cách có hiệu quả làm giảm tội phạm và lấy phòng ngừa là chính mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm và thực hiện tốt quy chế phối hợp. Lực lượng công an các xã thị trấn phải luôn bám sát cơ sở, gần dân sát dân nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, giải quyết tình trạng an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội.